phải cái từ này nó vậy không hay là lật ngược đấy ta, theo em đoán là chữ gì nè ha. HDD ND giá 80.000, em máy sấy tóc hàng xuất Nhật, ngoại hình còn được, máy móc là nguyên zin cam kết ha, không sửa chữa, không chấm chì, không chấm hà, không thải dây gì luôn. Con này hệ điện 100V ha, màu đỏ quá, 100V 400W nha. Đây xài còn tốt. Video này mà em nói sai em tặng luôn cái máy nha. Đó, cũng như là em sai ví dụ giống như hình này màu này không bể, xài làm sao vậy vậy, nếu như mà video em nói mà không đúng là em tặng luôn cái máy nha. Nhiều khi em ghi còn sai sót này kia, hoặc là tại vì em mỗi lần em quay em ghi được 4-5 cái, 10 cái cũng được lần. Em ghi em không nhớ hết ha. Cái ghi đồ là cái chắc ăn nhất, dây nhỏ là ok ha. Có lời tựa hoặc là lời bình luận này kia, quý khách cứ ghi giùm em. Đây em phản ánh em để em biết em tốt hơn trong công chuyện làm ăn ha. Phục vụ quý khách. Em quán ở Nguyễn Vinh Thạnh, thành phố Cần Thơ, chuyên gia bán đồ gia dụng nội địa Nhật ha. Hôm nay em gửi lời chào và chúc sức khỏe tất cả các quý khách của chú anh chị em đều được mạnh khỏe, làm ăn phát tài phát đạt ha. Cái bạn này xài tốt, có hai chức năng, một chức năng gió và một chức năng nhiệt. Bạn này thì em bán giá công khai là 80.000 chưa bao gồm phí ship. Đây đồng hồ giờ là 34 độ C, bắt một cái này là hiện giờ đang là thổi nhiệt ha. Đây con này nóng dữ trời, bắt cái là thổi gió ha, đó cái hơi gió đó, càng thổi mà càng nguội nữa, các khách thấy không, bấm cái nữa tắt, nó rất là đơn giản nha. Đây em test lại, thổi nhiệt lên nhiệt độ ha, lên dù dù luôn, bắt cái thổi gió, bắt cái tắt. Rồi quý khách của chú anh chị em nào thật sự có nhu cầu mua dùng xài biếu tặng mấy cô mấy dì mấy thím mấy em ha, hoặc là mình là mua mình máy móc mình bị mưa bị ẩm quần áo đó, hay là gì đó mình khè quần áo mưa ẩm đó, đưa lên ga này em khè theo thứ tự ịt, 1 phút 30 giây là khô cái áo liền, khô cái quần liền, máy móc rồi đó, mùa mưa này nè mình khè vô cho nó không bị ẩm. Nói chứ mấy cái hàng này cũng dễ xài ha, nó cũng có nhiều chức năng để mình xài lắm. Rồi quý khách có chú anh chị em nào có nhu cầu mua thì liên hệ em ha, qua Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger, TikTok, qua số điện thoại 0939 396 480. Rồi một lần nữa em xin chân thành cảm ơn tất cả các quý khách của chú anh chị em đã bỏ thời gian quan tâm theo dõi sản phẩm của em ha. Em xin chào và xin hẹn gặp lại.